Chắc gái thì cũng phải có chút chút chứ, không thì không được rồi anh ơi. Đúng rồi. Từ từ, khoan, để nguyên, để nguyên. Dạ được rồi. Thấy sao? Thấy thơm anh. Thôi mời em. Mời bạn nam. Rồi, ngồi đi bạn. Dạ, em chào anh Quỳnh Linh, em chào chị Cát Tường ạ. À. Em chào quý vị khán giả và chào bạn nam bên kia ạ. Em tên là Nguyễn Thị Phương Thảo ạ. Năm nay em 23 tuổi, hiện tại em đang làm nhân viên văn phòng ạ. Quê em ở Nghệ An ạ. Hiện tại thì em đang làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh ạ. Rồi, mời bạn trai. Lời đầu tiên cho phép em xin gửi lời chào đến anh Quyền Linh và chị Cát Tường và quý vị khán giả có mặt trong trường quay hôm nay. Tên em là Nguyễn Cao Cường. Em năm nay 32 tuổi. Em hiện tại đang sống ở Thủ Đức mà làm việc tại Bình Dương. Giọng Nghệ An luôn hả? Giọng Nghệ An anh ơi. Dễ thương quá hả? Giọng này nghe lạ lạ nha. Giọng nó hơi hơi khó nghe chút xíu không, anh. Không có, nó nghe được nhưng mà nó hơi mềm chút xíu. Dạ dạ. Thôi điểm mạnh điểm yếu nhau luôn đi. Anh có điểm mạnh gì anh? Anh điểm mạnh của anh thì là mọi người đánh giá anh là người hiền lành, thật thà, siêng năng, chăm chỉ và không rượu chè, không hút thuốc, không cờ bạc. Rồi còn không gì nữa không? Hả? Nhiều không lắm anh ơi. Nhiều không lắm hả? Dạ. Có không mê gái không? Chắc gái thì cũng phải có chút chút chứ, không thì không được rồi anh ơi. Đúng rồi. Có điểm yếu nào không? Điểm yếu của em thì nói hơi nhanh chút xíu hả? Cũng không nhanh đâu. Em thấy vừa nghe rồi đó anh. Em trai có điểm mạnh gì không? Thì điểm... Mạnh mẽ có. Nói về điểm mạnh thì em cũng không có lắm đâu. Dạ, yeah, con không có điểm mạnh nhiều hả? Dạ. Yeah, em có một cái điểm mạnh khác có thì... tài lẻ gì không á? Ý là có một cái tài lẻ nào không? Cái giọng em nói chuyện nghe rất ngọt, rất hay, chắc hát hay lắm á. Đến đây thì em cũng chuẩn bị một bài hát, nhưng tí nữa em sẽ hát cho bạn rồi, nữ. Đúng rồi. Dạ. Yeah. Bạn nữ, điểm mạnh điểm yếu của em là gì, giới thiệu cho bên bển nghe luôn. Dạ, em được mọi người nhận xét là hiền lành, vui vẻ, hòa đồng. Em biết nấu ăn, biết làm bánh. Thì em thích trang trí nhà cửa, với lại thích biết làm đẹp. Ừ, đẹp dạ. Là quá tốt rồi. Thế còn điểm yếu? Em có một sự hay quên nhẹ. Ví dụ như là em ở cùng bàn, cùng phòng, nhưng mà lâu lâu em hay lộn tên hai bàn cùng nhà. Dạ. Rồi có nào quên luôn tên người yêu không? Tình trường sao? Có mấy mối tình rồi? Dạ, 2-3 mùa đã dùng, em vẫn chưa có mối tình nào chính thức hết chị. Chưa có mối tình nào chính thức? Dạ. Có yêu đơn phương ai không? Dạ yêu đơn phương cũng có, những mối tình vu vơ này nọ cũng có nhiều chị. Rồi ai đeo đuổi mình không? Dạ có chị. Mà sao không chọn được ai hả? Cứ đi uống nước, đi chơi vài hôm một thời gian rồi là tự nhiên thấy cảm xúc chưa có nhiều á chị. Thế nên là không có thể tiến tới được á chị. Rồi vậy còn bạn trai, tình trường mình sao em? Bên kia chưa có mối tình nào, bên đây sao đây? Em mối tình? Thì nói mối tình mà sâu đậm chính thức thì em chưa có. Còn mối tình mà hẹn hò để đi chơi vậy thì cũng một hai mối tình mà chẳng đi đến đâu vào đâu cả. Có hẹn hò rồi hả? Dạ. Đi chơi hẹn rồi. Hò thì đi uống nước rồi đi ăn có vậy. Có nắm tay chưa? Nắm tay cũng có rồi chứ mà. Rồi có hôn chưa? Hôn thì chưa anh. Sao không hôn luôn đi? Dạ em thấy thời điểm chưa chín mùi nên em không dám ạ. Khoảng bao lâu thì mới chín mùi? Em phải nhìn vào bạn nữ biểu hiện như thế nào em mới dám đúng không? Mới dám mới biết được anh ơi. Dễ thương quá. Dạ em có một cái mẫu hình lý tưởng nào không? Mẫu hình của người vợ người hả? Vợ của em đó. Em mẫu hình thì em muốn là giống như chị gái em á. Chị gái em? Dạ. Đâu chị gái? Hai chị gái. Giống như hai chị gái luôn hả? Dạ giống vậy ạ. Chị gái giống y chang vậy luôn. Không, ý là nói về là ngoại hình, vì là cao như thế. Dạ về tính cách. Tính cách sao? Dạ, tức là chung thủy, vì là luôn chăm lo cho gia đình. À dạ. Em thích người như vậy ạ. Thích người như vậy đúng không? Dạ. Rồi rõ ràng có hình mẫu lý tưởng rồi ha. Dạ. Để tôi hỏi bên đây, mẫu người lý tưởng em sao? Em thích người bạn trai vui vẻ, hòa đồng, biết quan tâm. Về ngoại hình thì cao to, có thể đen nhưng mà tuyệt đối là không hôi nha chị. Cao to đen nhưng không hôi. Dạ đúng rồi chị. Chút nữa kiểm tra. Bao không có hôi. Anh đứng đây gần không có mùi hôi luôn. Nhiều khi hôi tiềm ẩn rồi sao anh biết được. Em ơi anh thì cao nhưng không được to à. Em có chấp nhận không ạ? Dạ cũng được anh. Mục tiêu ban đầu của em là cao 1m8, body thì 6 múi. Nhưng mà bây giờ mà lỡ không được 1m8 á
thì thôi mét 65 trở lên được rồi, không có tách ra 6 không múi có 6 múi mà tới mười mấy múi chỗ múi gì đó được không? Có cái gì không thích, không thích ở người bạn trai không, nói luôn đi. Khô khan quá, tại vì em cũng văn phòng cũng rất là khô khan rồi. Không thích bạn trai làm văn phòng. Dạ, tại vì hơi khô khan đó chị. Ai nói văn phòng là khô khan trời. Em có làm văn phòng không? Em không anh ạ. Em hiện tại em làm bên giám định container. Em cảm giác em có khô khan không? Container chắc ướt à. Khô khan thì em không đâu. Em vẫn có thể lãng mạn được. Lãng mạn đó thấy dạ. Chưa? Được chưa? Dạ được ạ. Được rồi ha. Em ghét nhất cái tính gì của người đàn ông? Dạ em ghét nhất là vô tâm với gia trưởng á chị. Vô tâm? Dạ. Anh nghĩ bạn này không có hai cái điều đó đâu. Vô tâm dạ. Thì anh bao với em là anh không có đâu. Bao gia trưởng thì chắc anh cũng không có luôn. Không có luôn đúng không? Dạ vâng. Bao luôn mà mình đây dễ thương lắm. Đó. Đàn gái cũng dễ thương luôn. Vậy là em kiểm tra anh. Để tôi kiểm tra cái vụ hôi là anh Linh kiểm tra rồi. Dạ, cái gì cũng bao em. Nhưng mà em chào chị ạ. Có bao manly không? Dạ manly theo như em hiểu thì là phải biết uống rượu rồi là thế cờ bạc rượu chè bảy 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 ai thì cái nên... đó em không có. Còn nếu về về men thì chắc em có. Rồi men không, men không, men thì chắc có là men. Men bao nhiêu phần trăm? Có là 100%. 100%. Dạ nhưng mà nói manly thì em không có. Mà dạ. Chưa hung lần nào là biết hung không? Chắc là cũng biết vì cái đó là gọi là bẩm sinh mà. Bẩm sinh à, dạ nên mà có khi nào nhìn thấy một bạn trai đẹp mà gì thích mà thích chưa? Không ạ, em chỉ thích bạn nữ đẹp thôi. À là có thích bạn nữ đẹp. Dạ. Mỗi lần ví dụ như coi phim tình cảm thì thấy người ta hôn nhau trong người mình cảm thấy như thế nào? Thì em thì ước gì mình cũng như vậy. Dạ. Có rần rần trong người không? Dạ có. Có ha. Dạ. Rồi, cũng được, tạm tin thôi nha. Rồi tự hai bạn tìm hiểu nha. Rồi, nếu được thì khi nào mình tiến tới hôn nhân được? Được thì khoảng 6 tháng đến 1 năm. 6 tháng 1 năm. Dạ. Em định lập nghiệp trong này luôn hay về quê? Em lập nghiệp ở đây luôn chị ạ. Rồi mình có kế hoạch gì phát triển kinh doanh trong cuộc sống mình để hiện tại thì không? Em đang có dự tính là thì cùng lập nghiệp đã ở đây và em thì nếu mà lấy nhau về thì tạm thời là đang phải hai người đang phải ở trọ, còn sau này thì tại em cũng có mua được đất rồi mà chưa có tiền làm nhà thôi. Tốt. Còn, mua đất ở đâu em? Dạ em mua ở Thủ Đức ạ. Thủ Đức vậy dạ. Là quá tốt rồi, mà sao mặt láng quá vậy? Dạ ra đường là bịt khẩu trang rồi mang áo khoác vậy, em luôn chăm sóc ạ. Da dẻ em hay chăm sóc. Dưỡng kem gì không? Kem thì em không ạ. Còn không ai muốn mua kem dưỡng đi, mua của chị Cát Tường nha. Dạ. Da mịn quá trời mịn luôn à. Dạ vậy hả chị. Gái đẹp là bình thường mà anh em trai da đẹp lắm. Ổn rồi ha. Bây giờ gặp hỏi ý kiến người thân nha. Còn cái vụ men đó em tự kiểm tra nha. Chứ tôi thấy anh nói 100%, tôi thấy cỡ khoảng 60 thôi. Hôm nay em đi với ai? Dạ hôm nay em đi với những người bạn thân nhất của em ạ. Và em họ em thân. Dạ em chào anh Quyền Linh. Chào chị Cát Tường, chào quý vị khán giả. Em là Hương, bạn của Thảo. Em thấy anh bên này thì cũng hiền, nói chung là cũng hợp với Thảo. Nếu được thì hai bạn cho nhau cơ hội để tìm hiểu. Men không, men không? Chưa. Chưa hả? Chết rồi. Em làm sao em nói chuyện với mấy cổ coi chứ, cổ nói em chưa men kìa. Chưa men hả? Để anh hít đặt cho em biết là anh có men không à. Rồi làm luôn đi. Được được làm đi. Bắt đầu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Thôi được rồi, cái chuyện ập mặt dưới à. Mặt không biến sắc, da mặt vẫn hồng hào. Được, đó là mới được sức khỏe thôi nha, chứ chưa khắc khỏe là men nha. Dạ. Bạn trai đi với ai? Em đi với hai chị gái và anh chị và cháu ạ. Hai chị gái mà nè. Dạ, chào gia đình ạ. Dạ, em xin chào anh Quyền Linh và chào chị Cát Tường. Chào quý vị khán giả trong gương quay. Em là chị gái của em Cường ạ. Theo em đánh giá thì bạn nữ ở bên này thì ngoại hình cũng chuẩn. Mặt dễ thương, tính tình thì cởi mở. Còn em trai em hiền lành, thật thà, chăm chỉ, việc nhà thì rất là đảm đang. Có một số tài lẻ, ví dụ như em có thể đóng được bàn ghế hoặc là tủ kệ nấu ăn gì đó ở phục vụ cho gia đình mình, là em có thể làm được, mà làm đẹp, làm kỹ. Đến với chương trình thì em thấy là cặp đôi này cũng hợp, nên em muốn gửi cho
cặp đôi này một thông điệp là chương trình bạn muốn hẹn hò đã đưa ta tới bến đò tình duyên, đôi ta cùng hồi cùng thuyền, hãy cho cơ hội được quen tròn nhau. Hay quá. Rồi cảm ơn chị. Vậy là hai bên người thân ủng hộ hết rồi ha. Bây giờ các bạn sẽ nhìn nhau, cảm nhận và nói chuyện với nhau nha. Rồi, kéo rèm. Rồi. Dạ. Em chào anh ạ. Tặng em. Dạ, em cảm ơn anh. Em tặng anh cuốn sách ạ. À, cảm ơn em. Chào ha. Gặp anh lần đầu tiên thì em thấy anh như thế nào, có giống cái sự tưởng tượng của em ở ngoài không? Dạ em thấy anh khá đẹp trai. À vậy à. Cũng có cảm tình. À, cảm ơn em. Anh thấy em như thế nào ạ? À, anh thấy em cũng xinh gái và cũng hiền lành, nhưng thùy mị có duyên. Dạ em cảm ơn anh ạ. Anh quan điểm như thế nào về tình yêu ạ? À, quan điểm của tình yêu anh là phải chân thành, chung thủy, không được lăng nhăng. Và tình yêu phải trước sau như một. À, em thì theo nguyên tắc 3T: thương yêu, tôn trọng và tin tưởng. Vậy dạ. Hả? À, những lúc mà rảnh thì anh thường làm gì ạ? Nói thật là anh có cái điểm xấu là anh hay ngủ. Dạ. Nhưng rảnh thì anh hay ngủ. Em thì rảnh thì em thích đi chơi. Mà em thích đi dạo lắm, dạo quanh thành phố vậy á. À, mà dạ. Em là không thích tự lái xe. À vậy thì hôm sau cho anh là người tài xế đưa rước em có được không? Dạ được ạ. Ông nhân, gia đình kế hoạch lập gia đình như thế nào? Anh thì anh nói là 6 tháng tới 1 năm là tiến tới hôn nhân hả anh? À, theo anh thì vậy, còn đang tùy thuộc vào tình yêu như thế nào. Dạ. Tình yêu mà đủ lớn thì có thể nhanh hơn cũng nên, đâu biết được. Dạ. Nãy nói hát, nói lát hát tặng bạn nữ đó. Mặc dù thì anh hát thì không được hay đâu. Thường thường ở nhà chị gái thì bảo là mày hát thì như bò đống. Nhưng để thể hiện tình cảm của anh thì anh sẽ cùng cố gắng hết mình để hát một bài hát gửi tặng em. Dạ. Nếu là anh thì anh sẽ dành cho em những ngày hạnh phúc. Nếu là anh thì anh sẽ nắm tay em không bao giờ buồn. Anh sẽ không làm em khóc. Anh sẽ không bao giờ như thế. Anh sẽ cố làm tất cả để cho em tháng ngày bình yên. Nếu là anh thì anh sẽ dành yêu thương đến em mỗi ngày. Khi màn đêm nhẹ buông xuống, anh sẽ ru em giấc ngủ ngon. Anh sẽ như là cơn gió làm em quên hết bao muộn phiền. Anh sẽ nâng niu vòng tay ấy, không để em một ngày xa anh. Trời. Nếu là anh sẽ cùng em đi hết con đường dài. Khi buồn đau và khi hạnh phúc, luôn có em bên cạnh anh thôi. Nếu là anh thì anh sẽ hứa, dù mai sau hay ngày bây giờ, em sẽ luôn là tất cả, em vẫn luôn chiếm trọn tim anh. Ôi tuyệt vời. Ủa em hát bài gì vậy? Về em mà hát bài Nếu Là Anh ạ. Nếu là anh thì anh sẽ ru em ngủ đúng rất không? Tự tin, rất hay. Em hát cũng hay nhưng mà vì bạn gái nên em thể hiện hết mình. Đúng. Không đúng rồi, nhiệt tình. Bạn gái đã rất là siêu lòng với bài hát của em. Ai buồn ngủ em hát bài này tỉnh ngủ luôn. Dạ đúng rồi. Chúc mừng luôn. Dạ. Rồi em, cảm giác của em như thế nào? Dạ, em thì anh hát tuy không hay lắm nhưng mà em cũng rất thích ạ. Em muốn đáp lại ảnh gì không? Dạ, em cũng hát giờ như vậy thôi. Em hát giờ em hát tặng anh bài. Rồi. Đừng có níu lại em nha. Em theo anh qua những cánh đồng thơm lúa Việt Nam, nơi bao năm xa cách tương chừng hôm nay lớn dần. Lòng buồn rời rời xa xăm, gợi lại kỷ niệm khôn nguôi. Thương khói lam ban chiều và mái tranh thơ còn nằm nôi. Đây là một cặp song ca sống thần. Hai bạn hợp nhau, nói chung là hát thì vui ha. Nói chung là rất là dễ thương, có duyên lắm á. Cho nắm tay cái đi, chưa có yêu nhau lần nào, chưa có tình đầu tình cuối gì. Nắm tay thiệt chặt,
nhìn kỹ vào mắt nhau xem có rung động gì hay chưa. Anh thấy con tim anh cũng rung lắm rồi, cũng muốn nhảy khỏi lồng ngực của anh rồi đấy. À, em cũng phải hơi rung rung. À, em nghĩ là hôm nay mình tên đây là một cái duyên, rồi chúng ta hãy cho nhau cơ hội tìm hiểu sâu hơn. À, xuống đây em. Dạ. Nói chung theo nãy giờ anh quan sát thì hai bạn rất là hợp nhau ha. Đây. Về cả tính đây. Tình mỗi người có thể bổ trợ cho nhau rất là nhiều. Đây là một cặp đôi rất là xứng đó ha. Bây giờ mình sẽ có 30 giây để nhắm mắt lại suy nghĩ và quyết định. Rất dễ thương, suy nghĩ thật kỹ nha. Bởi vì khi bấm nút là chúng ta hẹn hò và tiến tới hôn nhân. Thật sự rung động thì mới bấm, còn nếu không chúng ta đừng bấm. Hãy suy nghĩ và đưa ra quyết định sau 3 tiếng đếm. 1 2 3 Rồi, bây giờ mới nắm tay thật sự nè. Xin phép nhà gái hôn đi. Anh xin phép bên nhà gái cho anh được hôn em. Không cho. Hôn em nào? Hôn em Thảo ạ. À, chứ đây hôn em với em đi đó chết luôn à. Rung quá hả? Dạ. Nụ hôn đầu tiên phải hôn kỹ lại chút xíu nữa. Hôn dạ, lâu chút nha. Hôn lâu chút xíu. Nụ hôn đầu tiên đó, bắt đầu. Từ từ. Khoan, để nguyên, để nguyên. Dạ được rồi. Thấy sao? Thấy thơm anh. Rung động cho em. Dạ, cũng hơi rung rung rồi chị. Cặp này rất là xứng đôi đó. Đây là chiếc vé xem phim cùng rạp Cinebox 212 lý chiến thắng. Để các bạn tới đó tìm hiểu nhau và yêu nhau nhiều hơn nha. Cha này khó quá, không biết nói gì sao luôn. Tôi ngắm con đi coi. Trời, có chút xíu à. Mày sao mà yêu sớm vậy con? Con thấy vậy là cũng buồn rồi chứ, cũng buồn rồi chứ. Cũng buồn rồi đó hả? Tật xấu của con là chưa tự tin trước đám đông. Mệt mỏi quá thì hay ngủ nướng. Điểm yếu thì con là rất là mau nước mắt và suy nghĩ tiêu cực về bản thân mình, rất là tự ti. Mình tôn trọng cái tình cảm của mình thì nó sẽ không có bất cứ một cái việc gì xảy ra với bạn nam khác giới hay là bạn nữ khác giới cả. Nhà trai ra trước cho nó không khí coi. Mời nhà trai. Mà mỗi Ngọc Lan chào nhà gái chuẩn bị nha. Ôi, chào chàng trai. Mời nhà gái. Dễ thương quá. Mời em trai giới thiệu về mình. Dạ, lời đầu tiên cho phép em xin được chào tất cả các quý vị khán giả trong trường quay. MC Quyền Linh cùng MC Ngọc Lan ạ. Và bạn nữ và người nhà bạn nữ ạ. Em tên là Đặng Mạnh Tuyến ạ. Em sinh năm 1997. Hiện tại em đang làm việc và sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh. Làm gì Tuyến? Dạ em đang làm IT. Rồi thôi bây giờ chúng ta hãy đến với phần giới thiệu của nhà gái nào. Dạ thì lời đầu tiên cho em xin gửi lời chào đến chị Ngọc Lan. Chào chú Quyền Linh cũng như là bạn nam bên kia. Em tên là Lê Diệp Nữ Vi. Hiện tại thì em đang là sinh viên năm 2 của trường cao đẳng phát thanh truyền hình thành phố Hồ Chí Minh. Vi sinh năm mấy Vi? Dạ con sinh năm 2002 ạ. Trời đất ơi, sao rung dữ vậy? Trẻ dữ vậy. Trời, mình mới 19 tuổi rồi, vậy thì cái tình trường của mình là nó có được trải qua mấy mối tình rồi? Dạ em mới trải qua hai mối. Mới hai mối. Mới có hai mối. Dạ, mới hai mối rồi ạ. Tôi nghe cái vụ mà năm 2002 mà mới trải qua hai mối tôi qua liền. 19 tuổi mà trải qua hai mối tình rồi, vậy thì cái mối tình đầu tiên là mấy tuổi? Hai mối đó đều là năm học cấp 3. Mối dài nhất là bao lâu? Dạ mối dài nhất của con là gần 2 năm. Trời ơi, 2 năm. Vậy dạ, là con bắt đầu yêu từ năm lớp mấy, lớp 10 à? Dạ lớp 10 là bắt đầu mối tình đầu tiên. Giữa năm lớp 11 thì em mới bắt đầu mối tình thứ hai. Hậu sinh khả quý. Cha này khó quá, không biết nói gì sao luôn. Tôi ngắm con đi coi. Trời, có chút xíu à. Mày sao mà yêu sớm vậy con? Con thấy vậy là cũng buồn rồi chứ, cũng buồn rồi chứ. Cũng buồn rồi đó hả? Sao nè Tuyến, yêu mấy mối tình rồi? Dạ em có hai mối tình. Cũng hai mối hả? Dạ. Yêu từ năm lớp mấy? Từ hồi cấp 3 và đại học. Mối tình dài nhất là bao nhiêu năm Tuyến? Hai mối tình đều 2 năm. Là 4 năm yêu rồi? Dạ. Cũng kinh nghiệm tình trường lắm hả? Kết thúc năm học cấp 3 thì bọn con bắt đầu lên thành phố học á. Thì bạn gái thì vào Sài Gòn, còn con thì học ngoài Bắc.
Cho nên là bọn con chia tay nhau. Xa mặt cách lòng á ha. Dạ. Vi ơi. Dạ. Mà lý do sao mà mình yêu 2 năm mà mình chia tay vậy Vi? Cái lý do chia tay của con cũng giống như bạn nam bên kia là lúc đó khi mà tốt nghiệp xong thì hai đứa con thì vào Sài Gòn học, còn bạn đó thì học ngoài Đà Nẵng. Hai đứa giống nhau ha. Cái mối tình đầu tiên của con á là học hết lớp 10 là con chia tay rồi. Là con có biết lý do không? Khi nói về bạn nam đó thì không có điểm gì để chê hết, vì bạn đó rất là tốt. Nhưng mà là do con tự nhiên con cảm thấy cái tình cảm của mình nó không còn nhiều nữa. Có phải là con do con không chín chắn không? Dạ đúng rồi. Vậy giờ chín chắn chưa? Dạ con nghĩ là qua hai mối tình đó rồi thì bây giờ con đã đủ chín chắn rồi ạ. Bên đây người ta chín chắn rồi, để đi qua bên kia coi coi bên kia có chín chắn không nha. Công nhận nó giỏi thiệt á. 19 tuổi là vào chín chắn rồi đó nha Lan nha. Chào con. Giờ không biết thiệt không biết kêu bằng gì luôn á. Kêu bằng chị. Kêu bằng chị thôi được không? Được. Giờ kêu bằng chị được không? Được. Bây giờ thì mình có bạn gái rồi, mình làm gì cho bạn gái, mình chăm sóc bạn gái làm sao? Hiện tại thì công việc của em là em đang tập trung cho công việc rất nhiều. Bây giờ mà nếu mà có bạn gái á, thì hai đứa có thể chung một sự nghiệp, chung một mục tiêu để hai đứa cùng cố gắng phấn đấu. Điểm mạnh, điểm yếu gì nói cho bà mối nghe luôn đi. Đúng rồi, thôi bây giờ mình nói về điểm mạnh, điểm yếu đi. Bây giờ mình đi về nhà mình coi. Điểm mạnh của em là em chơi thể thao. Em có thể chơi được hầu hết tất cả các môn thể thao. Bơi lội, đá banh, bóng chuyền và cầu lông luôn. Rất là tốt. Tật xấu của con là chưa tự tin trước đám đông. Mệt mỏi quá thì hay ngủ nướng. Chị Lan bệnh chị không mệt mỏi, chị cũng ngủ nướng nữa. Đúng rồi, bên đây không mệt mỏi mà nhiều khi cũng ngủ tới 1 giờ. Còn điểm mạnh, điểm yếu của Vi sao Vi? Dạ, điểm mạnh của con thì có thể là do con học cao đẳng phát thanh truyền hình, cho nên là con có thể tự tin giao tiếp. Thứ hai là con cũng biết ca hát một xíu, biết nấu ăn. Điểm yếu thì con là rất là mau nước mắt và suy nghĩ tiêu cực về bản thân mình, rất là tự ti. Giống như trong một trường hợp đó là khi mà con quen một bạn nam á, thì con sẽ hay suy nghĩ là ủa tại sao xung quanh mình, xung quanh bạn nam đó còn nhiều bạn nữ đẹp hơn, giỏi hơn này nọ kia hơn mình, mà tại sao bạn nam lại chọn mình? Để chú nói Vi nghe nè, nãy con nói rất là mâu thuẫn. Con là học phát thanh truyền hình, con phải tự tin về chính mình. Đúng rồi. Tự tin trong tất cả mọi thứ thì mới trở thành một cái phát thanh viên, một người biên tập, thậm chí trở thành một đạo diễn các chương trình, vân vân. Vậy thì cái tự tin đó con phải giữ lấy chứ, tại sao mình lại có cái tự ti cái bên được? Dạ, cái suy nghĩ đó là ở hai mối tình lần trước. Con cũng đúng rồi. Và sau khi mà con vào Sài Gòn và bắt đầu học cái ngành của mình, thì dần dần trải qua kinh nghiệm thực tế, mình trải rất là nhiều, cho nên là mình cũng đã tự tin hơn và mình biết là bản thân mình có gì. Không, cái tâm lý này rất là dễ xảy ra với các bạn nữ ở cái lứa tuổi này. Bởi vì có thể bạn rất là tự tin ở cái công việc của mình, nhưng với cái chuyện tình cảm thì khi đã trải qua cái tổn thương đó rồi á, thì bạn lại lo sợ cái chuyện cũ nó sẽ lặp lại. Bây giờ hôm nay con đi với ai? Dạ thì hôm nay là con không có đi với người thân được. Tại vì ba mẹ con thì ở người quê. Quê đâu con? Dạ quê con ở Gia Lai ạ. Ở đây có các cô chú ủng hộ con. Mình đi với ai? Ngày hôm nay con cũng đi một mình. Tại vì dịch bệnh nên là ba mẹ không thể lên được. Đúng rồi, dịch bệnh thì nói chung là trường quay cũng hạn chế ha. Mở rào, mình tặng quà xong mình hát giao lưu với nhau để nó cảm nhận hợp lý nha. Rồi, mở rào. Tự tin lên nha Tuyến. Ngày hôm nay đến đây thì anh có một món quà để tặng em. Đó là một chiếc tinh dầu trong phòng. Cảm ơn anh. Em cũng có một món quà muốn gửi tặng cho anh. Em thì thích những sự nhỏ nhắn dễ thương và hy vọng là anh cũng thích nó. Và hy vọng khi mà anh thấy nó thì cũng như là nhìn thấy em. Cảm ơn. Đâu, nhà trai Tuyến cảm nhận coi bạn gái bên kia thế nào, lần đầu tiên gặp mặt cảm nhận thế nào?
Lần đầu tiên gặp mặt thì con thấy bạn rất là nhỏ nhắn, dễ thương và xinh xắn á. Cái hình giống cái hình mẫu lý tưởng mà con nghĩ ra không? Dạ, giống với hình mẫu phát thanh viên mà con đã từng nhìn ở ngoài đời rất nhiều. Bây giờ nãy mình nói mình có tài ca hát đó. Mỗi đứa hát cho nhau nghe đi. Đứng biểu diễn đàng hoàng, tự tin lên ha. Thế thì con xin phép khán giả, xin phép MC Quyền Linh và MC Ngọc Lan, em xin gửi tới bạn nữ một câu hát trong bài Tình Thôi Xót Xa. Gì mới gặp rồi. Con mới gặp mà hát Tình Thôi Xót Xa. Ủi hình không có xót xa không? Con sẽ tặng bạn nữ lời bài hát là Nơi Này Có Anh của ca sĩ Sơn Tùng MTP. Đúng rồi. Trời ơi. Tự tin lên nha Tuyến nha, bắt đầu biểu diễn chinh phục bạn gái đi đi. Cầm tay anh, tựa vai anh, kề bên anh, nơi này có anh, gió mang câu tình ca, ngàn ánh sao vụt qua nhẹ ôm lấy em. Cầm tay anh, tựa vai anh, kề bên anh, nơi này có anh, khép đôi mi thật lâu, nguyện mãi bên cạnh nhau, say đắm như ngày đầu. Tình yêu bé nhỏ, xin dành tặng riêng em. Yeah. Này là hát cũng cỡ Sơn Tùng em Thu Phương á chứ không phải. Vi đáp lại biểu diễn nào Hoàng Vi. Dạ cảm ơn cái bài hát của anh dành cho em, và bây giờ em cũng xin gửi lại cho anh một đoạn nhỏ thôi. I love you la 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 la. Anh sẽ mãi là người trợ che cho em. Không thể tay rời tay em đây, hãy nắm lấy thôi, sẽ chẳng cần phải lo lắng. I don't wanna be your friend. Giây phút ban đầu gặp nhau là nhiều cảm xúc rồi đó. Bây giờ mình trao đổi đi. Anh có thể hỏi lại một chút là sở thích của em là gì không? Em thích đi dạo, thích đi ăn uống ven đường, vỉa hè đó. Em không biết là cái sở thích này có anh có khó không, nhưng mà em thích hát trong nhà tắm. Mỗi lần con đi tắm, con tắm bao lâu? Dạ tầm 30 phút thôi ạ. Nói chung tắm cũng nhanh, nhưng mà con đi tắm đó là con làm cái gì? Hay con muốn hát gì là con thường chui vô nhà tắm. Ủa sao con không hát ở ngoài với nhà tắm, nó khác nhau cách nào con? Không, nhưng mà hát trong nhà tắm cũng là sở thích của con luôn. Trời đất ơi. Trời ơi, hay cái đứa này. Trời ơi. Chú giao cho con cái nhà tắm luôn, hai đứa luôn. Không, bởi vì hát trong nhà tắm không khác gì phòng thu âm đâu. Hai đứa này mà mới mốt lấy nhau là xây cái nhà, là cái nhà tắm phải xây bự dữ lắm. Em có yêu thích môn thể thao nào không? Em rất là thích chơi bóng chuyền, nhưng mà anh cũng thấy chiều cao của em hơi bị hạn chế. Anh không nghĩ là trong bóng chuyền người ta yêu cầu chiều cao nhiều đâu. Thậm chí có những người libero người ta đâu có cao đâu, mà người ta vẫn là phòng thủ rất là tốt. Và anh cũng chơi bóng chuyền, nhưng mà sở trường của anh là bóng đá. Tại anh có thể dạy cho em chơi bóng chuyền được. Tại anh có thể dạy cho em chơi bóng chuyền được. Anh nghĩ là khả năng chơi bóng chuyền của em có khi hơn anh á. Anh cũng thích ăn đồ vỉa hè hơn là ăn trong nhà hàng. Thực sự là ăn ngoài vỉa hè rất là không khí tự nhiên vẫn tốt hơn ở trong những nhà hàng. Xin ra có nhiều điểm chung quá. Câu chuyện mà anh muốn kết hôn và lập gia đình là câu chuyện mà anh cũng đã nói với bố mẹ anh, và bố mẹ anh bảo là con 28 tuổi hoặc là 30 tuổi sẽ lấy được, mà năm nay 24 tuổi là còn khoảng 4 năm nữa. Nếu mà em có công việc rồi, đến lúc đấy mà cái việc mà ta tiến đến hôn nhân thì nó cũng là điều bình thường. Ví dụ như đến với nhau rồi lấy nhau đẻ con là hai đứa có mong muốn đẻ bao nhiêu đứa? Bên kia thích bóng chuyền thì đẻ một đội, bên em đẻ một đội bóng đá sân 11. Là tới hai mươi mấy đứa lận đó hả? Dạ, là tính cả thủ môn nữa là cũng hai mấy đứa. Nó có dạ. Chút xíu đó con. Đẻ thì nó tèo là mệt nữa. Dạ. Thôi con muốn tính trước điều gì hết, tại vì ông bà ta hay nói là tính trước bước hôm qua. Đúng rồi. Nhưng mà đó là sở thích, ví dụ mong muốn của mình. Đúng rồi, đấy chỉ sở thích mong muốn thôi mà. Nếu như mà anh quen em thì anh không muốn là em có bạn trai khác giới, và cũng không muốn em đi chơi quá khuya. Nếu mà đi với anh thì được, bởi vì anh đã nói với em như thế rồi, cho nên là anh cũng sẽ ít đi chơi về khuya, đi đá banh về thì có thể là về nhà và nhắn tin cho em. Cái đó là cái quyền riêng tư của mọi người, và khi mà nếu mà em và anh có quen nhau rồi, mình tôn trọng cái tình cảm của mình thì nó sẽ không có bất cứ một cái việc gì xảy ra với bạn nam khác giới hay là bạn nữ khác giới cả. Cho nên là cái việc mà mình đi chơi, mình gặp hay là sau đó thì nó sẽ không thể tránh khỏi được, nhưng mà mình biết là cái giới hạn nó đến đâu.
cô nói vậy nè, tại vì hai đứa còn quá trẻ đi, hai đứa mà muốn đi chơi khuya á thì thôi chơi chung nhóm bạn dạ, đúng rồi. Khi mà hai đứa yêu nhau chờ nhau đi đúng không? Đúng rồi, hai đứa yêu nhau thì bên này cũng nên biết bạn của bên này là ai, để rồi mai mốt có đi chơi chung á thì đi chơi chung cũng vui. Còn hoặc là bên này mà có đi chơi với bạn thì thôi, ừ, cũng biết nhóm bạn đó là ai, mình đã từng tiếp xúc rồi. Và ngược lại bên này cũng vậy, kiểu phân biệt bạn em và bạn anh. Ừ, em không nói thích. Chung là phải có cái nó có cái sự hòa hợp thì nó bạn của chúng mình thì tốt hơn đúng không? Đúng rồi. Bây giờ đàn trai mình á, mình nãy giờ mình tới mình nắm tay em gái một cái, mình nói những cái cảm nhận từ nãy giờ mình cảm nhận về em gái thế nào. Nắm hai tay nha. Anh có thể xin phép nắm tay không? Dạ, tay em hay bị đổ mồ hôi nên... Tay anh cũng bị đổ luôn. Đây, chùi cho. Rồi, hết. Không sao đâu ạ. Chùi vậy sao được, cái tay nó ta chùi, con có đổ mồ hôi không? Không có nhưng mà... Không, đây chú chùi cho. Không, tôi không lẽ cho tôi dán giấy lên cho chùi. Dạ, hết được rồi. Rồi, hết rồi đó. Thằng tay tôi chăm sóc cho thằng tay. Tới bến rồi chưa? Ngày hôm nay... mình gặp được người hợp với mình là điều không thể có, chỉ có cùng nhau để phấn đấu để cùng hòa hợp với nhau thôi. Dù cho hôm nay chúng ta có thể đi tiếp với nhau được hay không thì anh vẫn mong là ngày sau em vẫn luôn xinh đẹp, vẫn luôn tươi vui để cho mọi thứ luôn suôn sẻ đối với em. Anh cũng mong là chúng ta có thể ra về ngày hôm nay. Quá được. Dễ thương quá. Quá là được luôn. Anh nói mà tay anh đổ mồ hôi nữa hả? Đi cô chủ dạ, cho. Không cần đâu ạ. Tại vì tay hai đứa đều đổ mồ hôi nên con chẳng thấy gì đâu. Cũng chúc cho anh là sẽ có thật là nhiều sức khỏe và công việc sẽ ngày càng phát triển. Cảm ơn em. Rồi, về ghế ngồi đi. Bây giờ mình để tao nút bấm đi. An toàn hiệu quả có sẵn trong nhà, trẻ chống ho cảm dùng ngay ít nhi. Hãy lắng nghe nhịp đập của con tim mình và quyết định bằng cả trái tim của mình nha. 1 2 3. Có thời gian. Chúc mừng. Rồi, đẹp thôi. Nào, nhà trai nắm tay nhà gái. Trời, nó đẹp đôi quá bà mối. Nhà gái đang ở Gia Lai đó, đang coi chương trình mình và thưa hai bác. Dạ con xin chào khán giả đang xem truyền hình và hai bác phụ huynh của MV ạ. Con muốn xin phép hai bác là cho con được tìm hiểu MV. Và nếu mà hai bác cho phép thì con hứa là sẽ về thăm hai bác trong một ngày gần nhất khi dịch bệnh đã được đẩy lùi một phần ạ. Câu này hay nè, dễ thương quá. Dễ thương thì tặng quà hả? Tặng quà đúng rồi. Dễ thương là tặng quà. Rồi thôi. Đây có quà tặng hai đứa luôn. Chúng ta hãy cùng nắm tay nhau đi qua tất cả mọi nẻo đường của cuộc sống. Con tự lập, biết làm công việc nhà, biết nấu ăn, rồi hay nhiệt tình trong công việc. Cái ưu điểm thì em cũng hơi trung tình một xíu. Khuyết điểm của em thì nó thường hay là nóng tánh. Cái công việc của em nó hay đi xa, thì cứ từ người ta nghỉ lễ là bắt đầu em lại đi. Có lẽ ông trời đã cho mình quen biết nhau, có lẽ ông trời đã cho mình yêu mến nhau. Mà phụ nữ mà tổn thương rồi á thì nó khó để mà lấy lại được cái tình cảm nguyên vẹn như ban đầu lắm. Họ có thể bỏ qua được nhưng họ không có quên được. Đúng vậy ạ. Cái đó cho nên là phải bỏ cái chuyện này thì... Mời nhà trai. Đây, mời bạn ngồi. Mời nhà gái. Wow. Mời bạn trai giới thiệu về mình. Dạ, em chào anh Quyền Linh, chào chị Ngọc Lan, cũng như là chào các vị khán giả hiện tại đang có mặt ở trong khán phòng này, cũng như là bên cạnh đó là chào thêm bạn nữ bên kia nữa. Dạ thì em tên đầy đủ là Nguyễn Hồng Khanh, tính ra hiện tại thì cũng là 26 tuổi rồi. Dạ thì em quê người Tiền Giang, hiện tại thì em đang làm hướng dẫn viên. Rồi, còn bạn nữ của chúng ta thì sao nào? Con xin chào chú Quyền Linh, chào chị Ngọc Lan, chào anh trai bên kia và chào khán giả trường quay ạ. Con xin tự giới thiệu, con tên là Mai Thị Thùy Trang. Năm nay con 23 tuổi. Con hiện tại làm việc và sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh, đang là giáo viên. Mình có ưu điểm, khuyết điểm gì Khanh? Cái ưu điểm thì em cũng hơi trung tình một xíu. Khuyết điểm của em thì nó thường hay là nóng tánh. Cái công việc của em nó hay đi xa,
thì cứ từ người ta nghỉ lễ là bắt đầu em lại đi, thì nó không có cái thời gian để cho cái bạn nữ. Thôi mời nhà gái. Ưu điểm của con là con tự lập, biết làm công việc nhà, biết nấu ăn, rồi hay nhiệt tình trong công việc. Còn khuyết điểm của con là hơi bị rụt rè trước đám đông và có phần là hơi cả nể. Con có thể cho một vài cái ví dụ cụ thể hơn về vấn đề này hay không? Cả nể ở đây tức là trong công việc á, dù là mình bận thật nhưng mà người ta nhờ thì mình vẫn nể và làm hết sức. Rồi lỡ mai mốt đang hẹn hò với bạn trai rồi cái tới giờ hẹn rồi mà sếp giao việc hoặc là bạn bè nhờ công việc rồi làm sao? Cái phần đấy cũng gọi là cái hạn chế của mình, thì con cũng cố gắng là sẽ khắc phục. Đường tình duyên của Khanh thế nào, nói cho nhà gái biết đi. Đường tình duyên mà lâu nhất á, là em quen từ cái bạn đó, từ cái lúc mà bạn đó học 12, em mới học đại học. Quen từ khi mà bạn đó học xong 12 lên học 3 năm cao đẳng nữa. Dạ, ra làm khoảng 1 năm thì lúc đó bắt đầu chia tay. Thì cái lúc đó thật ra thì cũng còn thiếu một cái nhược điểm, đó là tại vì em hơi ghen một xíu. Hơi ghen. Đúng rồi, dạ. Thì từ đó là mình chia tay luôn. Thì em cũng có đi kiếm bạn đó vài lần, như ra tới nhà luôn nhưng mà cũng không gặp. Chủ yếu là đang trốn nhau á. Ngay tránh luôn. Tránh luôn, dạ đúng rồi. Đó, đôi khi một chút nông nổi, một chút bồng bột, một chút bức xúc, dạ, mà mình không rồi. Có kiềm chế đó. Dạ. Mình làm mất đi một cái tình cảm mà mình đã nuôi dưỡng bao nhiêu lâu. Tạm thời thì bớt ghen hết với lại bớt nóng tính rồi. Chứ còn cái kiểu đó hoài thì chắc là từ giờ tới già chúng không có ai quen được đâu. Chính xác là như dạ. Vậy. Còn có một bạn nữ gần đây thì quen khoảng chừng gần một năm, thì cái đó cũng chưa gọi bằng tình yêu thật. Tại vì cũng là mới giai đoạn tìm hiểu thôi. Và tới hiện tại bây giờ em cũng không biết là vì cái lý do gì mà lại chia tay nữa. Tự nhiên vậy cái mất liên lạc luôn. Chắc do dịch quá. Tại vì cũng đang có quen còn gần 6-7 tháng thôi, cũng chưa về nhà. Cho nên là không có đi kiếm nhà được. Rồi còn tình trường của bạn nữ thì như thế nào? Con có một mối tình thời sinh viên. Mối tình này kéo dài gần 3 năm. Do khoảng cách địa lý nên là chia tay ạ. Xa mặt cách lòng á ha. Dạ. Bây giờ mình muốn tìm một nửa yêu thương của mình như thế nào, có thể chia sẻ cho nhà trai biết không? Mẫu người bạn trai lý tưởng là cao khoảng 1m65 trở lên. Ngoại hình thì ưa nhìn. Còn về tính cách thì chung thủy. Chung thủy là con đặt lên hàng đầu. Chủ động, quyết đoán trong mọi việc. Rồi bây giờ về ngoại hình thì bên đây là có thể đi qua xác nhận giùm cho. Còn có chung thủy hay không thì không biết nha. Dạ chào nhà trai. Dạ. Mét nhiêu? Lúc trước đi đo ở bệnh viện là 1m68. Lúc trước đo là 1m68 mà sao tự nhiên bây giờ lại hơi không tự tin, bộ nó thung lại hay gì vậy? Không, cũng có nhiều khi đo nó không có chính xác. Có nhiều khi thì đo 1m68, có nhiều khi lại đo lại nó thấp hơn một xíu. Đúng rồi, có thước là 1m68 nhưng có thước là 67. Đúng rồi, dạ. Có thước 66, thậm chí có thước 69 nữa. Tùy theo thước. Sao nó kỳ vậy? Sao nó... Nó còn thiếu nó biên mà. Độ nó rộng quá vậy? Rộng lắm. Thôi, nhưng mà nói chung là cũng đáp ứng được một cái yêu cầu đầu tiên. Đó rồi. Là hơn 1m65 là được rồi. Rồi mặt mũi sáng sủa. Đó. Dễ nhìn mà. Dễ nhìn, dễ thương. Được. Hợp lý rồi, bây giờ cái hình mẫu lý tưởng bạn gái của mình là như thế nào? Cao khoảng 1m55 đến 1m65. Gương mặt thì cũng hơi dễ nhìn. Chỉ biết nấu ăn. Tại vì em ăn cơm ngoài ngán lắm rồi. Rồi. Đủ rồi đúng không? Xin lỗi nha, nhà gái là hơi bị dư luôn á. Bây giờ mình đi về nè. Nhà trai ta cũng khiêm tốn nhưng ta cũng đủ chứ bộ. Được rồi, để qua tôi thăm nhà gái coi tình hình sao nha. Dạ con chào chú. Chào con, trời dạ. Ơi, baby quá hả? Con định bao giờ kết hôn? Dạ con định là khoảng từ 1 đến 2 năm. Hoặc là có thể tiến tới nhanh hơn nữa. Tùy theo cái mức độ tình cảm của hai người. Cái điều gì mà không thích đàn ông không? Con không thích đàn ông là nói nhiều mà làm ít á. Dạ với không chủ động. Mình có nói nhiều làm ít, mình có không chủ động không? Dạ thường thì em là nói đi đôi với làm. Hoặc là có nhiều khi làm trước mới nói. Bên đó thấy có một cái nó hơi lấn cấn, đó là cái thời gian của bạn đó là giống như nghệ sĩ của chú cháu mình không vậy đó. Không sao đâu. Đó cũng là một cái thuận lợi, đôi khi là người ta đi hướng dẫn viên của mình đi theo mình chơi luôn. Cũng đang tìm một cái người mà đi cùng em đi phượt đó. Đó. Em cũng rất thích là đi phượt nha. Ừ, thuận lợi, anh ấy biết nhiều nơi, có nhiều kinh nghiệm, dẫn mình đi chơi nhiều nơi luôn ha. Có thể anh ấy làm việc mình theo, mình có thể phụ anh ấy trong công việc của anh ấy luôn. Rồi mình trải nghiệm luôn. Hợp lý. Hợp lý chứ. Mình cho gặp người thân đi, hỏi ý kiến coi sao. Giờ bạn nữ đi với ai nè?
Dạ, con đi với mẹ với dì ạ. Dạ, Ngọc Lan xin được chào nhà gái. Rất vui chào đón mẹ với dì bên nhà gái có mặt ha. Xin chào anh Quỳnh Linh, xin chào MC Ngọc Lan. Bé Trang ấy là một người sống rất là tự lập. Thì với công việc thì bé Trang rất là nhiệt tình. Dạ, anh cháu trai bên này thì dì nhìn thấy thì cũng rất là ổn. Thì đến đây mình cũng đã có một cái cơ duyên rồi. Cũng mong cho hai cháu có một cái cơ hội để tìm hiểu nhau. Dạ, rồi. Cảm ơn nhà gái. Em trai đi với ai? Dạ, em đi tới có một mình thôi. À, trong mùa dịch này thì hạn chế, thành ra gia đình cũng ít có xuất hiện ha. Dạ, đúng. Được rồi, hôm nay thì sẽ có mọi người đây ủng hộ, chia sẻ. Anh Quỳnh Linh thấy rằng cô bé bên kia đó, một cô gái thì còn trẻ tuổi nhưng mà rất chín chắn ha, rất nghiêm túc, rất thật. Nữ công gia chánh thì cũng rất là tốt luôn. Dạ. Thì tùy Khanh quyết định hai khi hai bạn gặp mặt nha. Dạ rồi. Thôi bây giờ mình mở rào thôi. Mở rào. Bắt đầu đi Khanh. Thật ra thì anh cũng không biết là tặng cái gì, cho nên là có một cuốn món quà nhỏ thôi, mong em nhận nha. Em cũng tặng anh một chút quà do em làm. Dạ. Dạ. Thì bức tranh này thì là bức tranh đính đá do tự tay em làm. Và trên bức tranh này là có đồng hồ và hoa tulip. Thì đồng hồ là minh chứng cho cái thời gian tình cảm của anh với em. Còn hoa tulip này là minh chứng cho cái tình yêu vĩnh cửu. Em cũng muốn là hy vọng là cái tình cảm của chúng ta sẽ phát triển như những cái bông hoa tulip này. Rồi, để cái quà đây. Mình mở cái quà bạn trai tặng coi. Ok, đẹp quá. Quá trời đẹp luôn ha. Dạ. Thì thật sự thì trước giờ anh cũng không có ít khi nào mà mua quà tặng cho các bạn nữ á. Cho nên là anh tặng cho em hai thỏi son. Hy vọng rằng tại vì anh thấy các bạn nữ thường hay quý cái son của mình. Dạ. Cũng mong rằng mình cái tình cảm của mình cũng quý tình cảm của mình giống như quý cái son thôi. Dạ, em rất là cảm ơn món quà của anh. Rồi. Dạ. Rồi, mình về vị trí ngồi đi các bạn. Đứng trước mọi người thì em nói chuyện được, nhưng mà gặp bạn nữ khó nói quá. Tất nhiên như du lịch mà. Nếu như mà bạn nữ này á là khách của em á thì em vẫn nói chuyện bình thường, nhưng mà gặp bạn nữ mà đang tìm hiểu như thế này thì bối rối. Nó hơi khó, đúng, dạ bối rối, khó nói chuyện. Dạ vậy thì cho em hỏi trước, cái ấn tượng đầu tiên của anh khi mà mở cái rèm ra thì nhìn em như thế nào ạ? Thì nhìn em xinh. Tức là có giống với cái tưởng tượng của anh không? Được khoảng là 80%. Tại đó thì em thấy là rất là tốt, ổn rồi. Quan điểm tình yêu của em là biết lắng nghe, biết chia sẻ, biết đồng cảm. Chỉ vậy thôi, còn anh thì sao ạ? Thì anh cũng dạng kiểu cũng biết lắng nghe. Nhưng mà có nhiều lúc thì dạng như là nóng quá thì nó hay mất lý trí lắm. Có nhiều khi mà mình nói xong mình không biết là mình đang nói cái gì trong đó nữa. Thì hiện tại thì cũng đã khắc phục rất là nhiều rồi, nhưng mà nó cũng dạng như cũng còn, chứ không phải là hết hẳn. Không, cái này nói luôn nha, tôi nói thay cho bạn nữ luôn, đó là không thông cảm được trong cái vấn đề nào. Bạn phải bỏ được cái tính nóng đó thì tôi mới gả. Chứ còn mà bạn nói bạn còn chút xíu là tôi cũng không an lòng để mà tôi gả đi đâu. Đúng đó Thanh, là đàn ông á đôi khi cũng có những cái sai lầm. Dạ đúng rồi. Nhưng mà khi mà chúng ta nhận thấy điều đó nó không đúng, không phải, và điều đó gây ra hậu quả rất là nghiêm trọng á, thì chúng ta phải tìm cách nào đó bỏ đi. Theo cảm nhận của con á, là con thấy bạn này là một cái người rất là dễ bị tổn thương. Dạ đúng rồi. Cho nên chỉ cần một lời nói mà nó lệch lạc đi là người ta tổn thương liền. Mà phụ nữ mà tổn thương rồi á thì nó khó để mà lấy lại được cái tình cảm nguyên vẹn như ban đầu lắm. Họ có thể bỏ qua được nhưng họ không có quên được. Đúng vậy ạ. Cái đó cho nên là phải bỏ cái chuyện này thì mới được. Chứ còn nếu mà còn chút xíu nóng tính là không được. Tại sao em có thể với khách hàng em chiều chuộng được, khách hàng họ khó khăn bao nhiêu em cũng chiều chuộng được, nhưng tại sao về nhà với vợ với bạn gái em lại không chiều được, đúng không? Đúng đó, chị Lan nói câu này rất là hay. Thật ra thì rút kinh nghiệm là ngay chính bản thân mình cũng có những lúc như thế. Nhưng khi xong tự nhiên mình thấy mình xấu hổ quá. Đúng, mình nghĩ như thế. Tự trách và mình tự mình trách đó. Mình xấu hổ và mình nói không được. Những lúc mà nóng quá đó mình tìm cách nào để mình bỏ đi ra ngoài hay làm cái gì đó. Dạ thì em cũng có làm theo cái cách đó. Nhiều khi mà cảm thấy nóng
quá, gọi là khách hàng nó áp bức mình quá, bắt đầu mình bỏ đi. Biết nhận là tốt rồi. Rất là cảm ơn một cái là bạn này nói rất là rõ về vấn đề của mình từ thời gian làm việc này cho tới cái tính tình của mình. Đó, cho nên đó là một cái điều rất là cảm ơn bạn vì bạn chia sẻ rất là thẳng thắn. Tiến tới bạn gái, nắm tay bạn gái. Nào, nhìn mắt bạn gái hát, nó tình cảm chút xíu nào. Vì em hát được. Đó. Đừng có ngại gì chứ, nào tiến tới nào nhút nhát gì. Hơi nhát gái chút xíu. Rồi, thì có lẽ ông trời đã cho mình quen biết nhau, có lẽ ông trời đã cho mình yêu mến nhau. Nếu muốn mai này em được hạnh phúc ấm, em chỉ còn một cách, em phải bằng lòng yêu anh. Cha trái đất này không ai hiểu em bằng anh, cả thế giới này không ai yêu em bằng anh. Hãy cho cơ hội được. Ủa? Dạ được rồi. Trời ơi, đang phiêu luôn. Cứ nắm tay như thế. À, dạ đến đây thì em cũng xin đọc 4 câu thơ để tặng anh trong cái bài thơ Sóng. Sóng bắt đầu từ gió, gió bắt đầu từ đâu, em cũng không biết nữa, khi nào ta yêu nhau. Dạ, cứ mặc sóng mặc gió, chúng ta cứ yêu nhau thôi. Giống như tinh thần của Xuân Quỳnh là yêu. Hai nắm tay, cứ nắm tay. Ở còn Khanh cứ nhìn bạn gái, nói tất cả những suy nghĩ của mình, những cái gì mà nãy giờ mình nghĩ trong lòng đó. Thì cũng mong là mình có một cái tình cảm nó tốt đẹp, cũng như là lâu dài. Cũng đã lớn rồi, chứ cũng không có còn phải là nhỏ nữa. Thì có một cái tình cảm lâu dài để mà mình có thể tiến tới nữa. Thì nếu mà đồng ý thì sau ngày hôm nay thì mình có thể là bắt đầu tiếp tục cái tình cảm của mình. Thì em đến đây em cũng muốn cho mình một cái cơ hội, nên là em sẽ cho anh và em một cái cơ hội để chúng ta có thể, trước tiên là chúng ta có thể là bạn bè, sau đó nếu mà tiến tới lâu dài thì càng tốt ạ. Dạ. Rồi, trở về vị trí các bạn. Bây giờ thì hãy để tay vào nút bấm. Nếu thật sự rung động á thì chúng ta bấm ngay cái nút đó. Còn nếu như không rung động thì mình không cần bấm, nhưng nút bấm cho người khác. Một, hai, ba. Bạn trai rất là quyết liệt nha. Khi vừa nói là bạn ấy bấm ngay, không chờ đợi gì cả. À, thấy chưa, một chút bối rối nhưng trái tim của bạn ấy rất là nóng và đập rất nhanh. Hãy nắm tay thật chặt. Hôm nay các bạn đã chính thức hẹn hò với nhau. Hãy xin phép mẹ với dì cho phép tụi con bắt đầu hẹn hò với nhau. Dạ, thì chào cô với chào bác. Ngày hôm nay thì con cũng tới đây, con gặp em rồi. Thì nếu mà gia đình mình đồng ý thì cho phép em xin, con xin được bắt đầu tình cảm với em. Dạ thì con hứa là con chăm sóc em, cũng như là quan tâm lo lắng cho em rất là nhiều. Ok, hy vọng là người lớn hôm nay cũng ủng hộ hai đứa. Chúc các bạn sẽ hạnh phúc, chúc các bạn sẽ gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Dạ. Và bây giờ thì chương trình có một vài phần quà dành tặng cho hai bạn. Một lần nữa thì Quỳnh Linh và Ngọc Lan cảm ơn quý vị đã ủng hộ chương trình Mạo Hẹn Hò. Chúng ta sẽ cố gắng làm hết sức mình để kết nối những mảnh ghép trong cuộc sống để họ hoàn thiện hơn, để tiến xa hơn đến con đường hạnh phúc. Tình yêu lúc trước của mình, tình yêu của em thì sương sương cũng 7-8 mối chị. Sương sương là mình có nắm tay không? Dạ không, cũng kiểu như là em ăn cơm chưa? Dạ em ăn rồi, anh ăn cơm chưa? Vậy là sương sương đó. Sương sương, sương sương, đúng anh. Mời đàn trai. Rồi, chào đàn trai. Mời đi em. Mời bên đàn gái giới thiệu về mình. Dạ, em chào chị Thư. Em chào anh Linh. Chào em. Dạ, chào anh bên kia và quý vị khán giả. Em tên là Võ Thị Bích Tuyền. Năm nay em 28 tuổi. Em quê ở Vĩnh Long. Hiện tại em là giáo viên mầm non cũng ở Vĩnh Long luôn ạ. Rồi, xin mời bên đàn trai. Dạ, em xin chào anh Quyền Linh, chào chị Nam Thư, chào toàn thể quý vị khán giả. Xin chào bạn bên cạnh. Dạ. Em xin tự giới thiệu, em tên Thắng, họ Trần Lót Văn, tên đầy đủ ba chữ là Trần Văn Thắng. Nhà em ở xã Quân Trung, có huyện Thống Nhất, có tận Đồng Nai. Dạ, em năm nay 28 tuổi, đang sinh sống và làm việc tại tận Đồng Nai. Đồng Nai luôn. Em có những ưu điểm gì, khuyết điểm gì hả Thắng? Dạ, em xin nói về cái phần khuyết điểm trước ạ.
Dạ, em nói chuyện với con gái rất là nhét này. Nấu ăn thì cũng rất là tệ. Đôi khi cũng có một chút là cũng hơi nóng tính. Dạ, còn về phần ưu điểm của em là một người cũng khá là vui vẻ, hài hước. Và em cũng biết một chút làm thơ ạ. Ồ, biết làm thơ hả? Dạ. Vậy giờ mình làm liền một bài thơ hay một đoạn thơ, một câu thơ nào được không? Dạ, đến với chương trình ngày hôm nay em cũng chuẩn bị sẵn một cái bài thơ để tặng cho các bạn gái bên cạnh ạ. Dạ. Xin chào em, người con gái ăn thương. Em ở đâu ăn tìm khắp phố phường, sao chẳng thấy dù chỉ là chiếc bóng, để lòng ăn mãi ngẩn ngơ vấn vương. Bắc Trung Nam ăn đều đã đi cả, từ thành thị hay nông thôn đều có, dấu chân ăn từ trong làng ngoài ngõ, tìm kiếm em sao mà khó thế kia. Nhưng em ơi, chắc trời cao đã thấu, hiểu lòng ăn mong em như thế nào, để một ngày có chương trình bạn muốn, hẹn hò em kết duyên cho đôi ta. Trái tim ăn như muốn tan chảy ra, suốt cả ngày ăn đờn ca nhảy múa, đến khuya về ăn thức trắng làm thơ, để hôm nay mọi chuyện không phải mơ. Nói thật lòng ăn chẳng mong điều chi, có em rồi ăn không mong ước gì, thật đơn giản tay trong tay dạo phố, chỉ thế thôi người con gái ăn thương. Hay quá. Rồi bây giờ mời Tuyền nói về điểm mạnh điểm yếu của bản thân mình nè. Dạ, điểm mạnh của em thì em không có cao lắm, nhưng mà cũng không có xấu lắm, mà cũng biết sao ế tới giờ luôn chị. Điểm mạnh gì kỳ vậy hả? Dạ, là không có xấu lắm. Điểm mạnh là không có xấu lắm. À, không xấu lắm, không dạ. Cao lắm mà không biết sao ế từ bây giờ. Còn điểm yếu? Dạ, điểm yếu của em là tính em hơi còn con nít á, không có biết lo, vô tư lắm. Cho nên là nhiều khi cái điểm yếu đó cũng là cái điểm mạnh của mình á. Ủa sao vậy? Dạ. Không biết lo là điểm mạnh hả? Dạ không, tại vì không biết lo, nó vô tư, nó còn con nít á, cho nên nhiều người nhìn em á, người ta nói em trẻ hơn tuổi. Em 28 chứ người ta nhìn em, người ta tưởng em 27 à. Trẻ ghê, trẻ hơn 1 tuổi. Dạ, trẻ. Ta tưởng gần dữ ta. Chứ nếu mà anh nhìn em tả nãy giờ nhìn em, chắc anh tưởng đâu 21 á. Sao vậy anh? Thí dụ vậy, con nít quá nhìn tưởng đâu 21. Đó là điểm mạnh, điểm yếu. Mà sao điểm mạnh, điểm yếu của em nó cũng không rõ ràng ha Tuyền ha? Dạ em chưa có nói xong, cái anh Linh hỏi điểm yếu của em nên em nói điểm yếu luôn, chứ điểm mạnh em còn nhiều lắm. À vậy thôi bây giờ mình kể điểm mạnh nè. Dạ điểm mạnh của em. Dạ tính của em thì rất là vui. Em có thể làm dâu được nè, làm vợ được, làm mẹ cũng được. Cái đó ai cũng làm được. Dạ vậy là con chị gái. Cái đó anh còn làm được đừng nói chị em. Cái đó là con gái ai cũng làm được. Còn gì khác không? Dạ hết rồi anh. Hết rồi đó hả? Dạ. Cô bên kia lạ lắm nha. Nãy giờ cô nghe nói thấy cô nó vui lắm rồi đó. Bây giờ mình đi vào đường tình cái đi. Từ trước tới giờ nếu mà cái mối tình chính thức song phương ấy thì em là chưa có một mối tình chính thức song phương nào. Chưa có luôn? Dạ vâng ạ. Có đơn phương? Dạ chỉ có đơn phương thôi ạ. Vì do mình nhét quá mà mình không có dám thổ lộ cho người ta biết. Mình đơn phương vậy mấy năm? Dạ từ cấp 3 cho tới lên học cao đẳng luôn ạ. Lâu vậy đó hả? Dạ. Giờ cuối cùng người đó đâu rồi? Dạ người ta đã đi qua nước ngoài rồi. Trời ơi. Đàn trai nhút nhát vậy đó, đàn gái thấy làm sao? Dạ em cũng nhát giống ảnh vậy đó. Dạ Tuyền, vậy bây giờ mình nói về tình yêu lúc trước của mình. Tình yêu của em thì sương sương cũng 7-8 mối chị, nhưng mà sâu đậm thì chỉ có 2 mối thôi. Dạ. Sương sương. Sương sương đó chị. Tình yêu sương sương là dạ. Sao? Sương sương là gặp mặt, đi chơi, uống cà phê. Dạ đúng rồi, đó là như là làm quen rồi nói chuyện rồi cảm thấy không hợp thì mình không tìm hiểu nữa vậy đó chị. Chào em gái. Dạ em chào anh. Sương sương là mình có nắm tay không? Dạ chưa, chỉ có đi uống nước rồi nhắn tin thôi. Nhắn tin có đậm đậm không? Dạ không, cũng kiểu như là em ăn cơm chưa. Dạ em ăn rồi, anh ăn cơm chưa, vậy đó. À vậy đó hả? Vậy là sương sương đó. Sương sương, sương sương, đúng anh. Rồi đó là sương sương. Còn mình cái mối tình mà nó sao sao thì sao em? Dạ nó sâu sâu thì cách đây cũng 1 năm mấy rồi. Anh đó thì nói chung là cũng thương lắm, nhưng mà tại vì công việc làm ăn của ảnh không được suôn sẻ đó, rồi anh cảm thấy không có lo được cho em, cho nên là anh kêu em lấy chồng đi, đừng có đợi ảnh nữa. Ví dụ một ngày mà ảnh kinh tế anh khá giả, anh quay lại nói bây giờ anh có thể lo cho em rồi thì sao? Dạ lúc đó em có chồng rồi chị, lúc đó là em như với anh ấy nhớ anh tắt. Trả lời hay dạ. Đó chứ trả lời em suy nghĩ lại chắc thiệt luôn á, tôi giận mà luôn á.
Rồi vậy thì mẫu người đàn ông lý tưởng mà em mong muốn là gì? Dạ hồi xưa, hồi còn trẻ trẻ đó, em thích một người đẹp trai nè, học giỏi, con nhà giàu. Nhưng mà là như càng lớn tuổi nó cũng dễ dễ hơn. Em chỉ cần cao hơn em, không hút thuốc nè, không để móng tay dài nè, đừng đeo mắt kiếng, em không thích đeo mắt kiếng. Anh vẫn thích mắt kiếng anh? Không, không biết tối về có đeo không chứ giờ không thấy đeo. Ủa mà sao không thích móng tay dài là sao em? Tại vì nhìn nó không có được men đó chị. À, con đàn ông mà để móng tay dài là em dị ứng ghê lắm. Em muốn kỳ á, móng tay mắc mới gì rủ mấy người ta đàn đó. Đúng hay rồi, ta làm đúng cái rồi. Nghề gì mà khửi khửi môi môi móc móc á, ta để móng tay gì không lẽ người ta không men. Nhưng mà em không thích, anh thích vậy. Không thích đúng không? Dạ, không thích. Rồi. Rồi móng chân dài được không? Em không thích cái đó. Không thích luôn luôn, nói chung không thích cái gì dài đúng không? Không thích móng tay dạ, không, dài. Có cái dài em cũng thích anh. Có cái dài em thích hả? Dạ. Rồi tùy em. Dạ. Nãy giờ những cái yêu cầu bên đàn gái đưa ra em thấy đáp ứng được không? Dạ chắc cũng khoảng được từ 70-80% anh. 70-80% hả? Thiệt không? Vậy cũng ổn rồi đó. Để em qua em coi coi. Thằng trai ta ngon rồi nha. Thằng trai là nhìn cũng hot boy lắm á. Chào chị. Chào Thắng. Dạ. Xe bàn tay, đếm ngón tay cho chị coi nè. Trời. À. Không có dài. Không dài. Em thích mẫu hình lý tưởng thế nào? Dạ em mong tìm được một người con gái là có một chút gì đó là hả, mang đậm truyền thống của Việt Nam mình, pha lẫn với lại có chút một chút hiện đại. Và đặc biệt nếu mà tính cách thì có thể là biết quan tâm chia sẻ lắng nghe với mọi người. Ừ. Dạ. Còn về ngoại hình thì sao? Dạ về ngoại hình là hả, dễ thương. Trời dễ thương xinh xinh đi. Dễ thương bao dễ thương luôn. Dạ chị là bên này bao dễ Cô thương. Dễ thương lắm. Rồi còn điều gì em không thích nhất ở dạ em không thích một người con gái là đôi khi là cũng nhiều chuyện quá và hay soi mói người khác. Nhiều chuyện bà tám đúng không? Đợi xíu. Tuyên. Dạ. Mình có nhiều chuyện bà tám rồi vậy không? Dạ không, em không có nhiều chuyện chị. Dạ. À. Em được cái đó không có nhiều chuyện. Ừ. Có gì là em đăng Facebook mà, có gì là em đăng Facebook mà. Trời ơi. Bé nhẹ nhàng, dễ thương, duyên dáng. Em không nhiều chuyện. Chuyện gì em đăng Facebook thôi, có gì đâu. Trời ơi, vậy cho còn hơn bà tám với bà chín rồi. Thì bây giờ nếu mà tiến tới á thì bây giờ là em muốn là bên nhà gái xuống thống nhất Đồng Nai, về miền Đông hay là em về miền Tây? Miễn làm sao mà để cho cả hai có thể là phù hợp với nhau đó là được. Ừ. Nếu mà bạn gái mà có thể về Đồng Nai được thì quá tốt. Để chị hỏi, em muốn ảnh về miền Tây với em hay là em chuyển lên miền Đông sinh sống? Dạ thì mẹ em chuẩn bị sẵn vali rồi chị. Chỉ cần ký tên là trên đường đó. Trời dạ. Ơi. Là tiện á, đợi dạ, đó đúng không? Dạ, đợi liền á. Dạ, đợi ký tên. Ê, thôi đó. Dạ. Về Đồng Nai kiếm chỗ sẵn đi. Tôi thấy có vali rồi đó. Rồi, bây giờ mình sẽ gặp gỡ người thân ha. Hôm nay em đi với ai hả Tuyền? Dạ em đi với mẹ, với dì, với chị làm chung với em. À, chào mẹ của Tuyền. Dạ. Dạ chào MC Quyền Linh với anh Thư. Dạ. Tôi là mẹ của Bích Tiền. Mẹ ơi, mẹ dọn sẵn hành lý cho Tiền rồi hả mẹ? Nó nói chơi, nó tiếu rồi chơi. Mẹ thấy cậu trai bên đây dốc dáng thì cao ráo, sẵn sẻo, đẹp trai. À, mà cũng có công ăn chuyện làm ổn định. Tôi thì muốn cho hai đứa nó tìm hiểu với nhau và có thể là tiến tới hôn nhân. Dạ, cảm ơn mẹ của Tuyền. À, mời đàn trai. Hôm nay dạ. Em đi với ai? Hôm nay em đi với lại ba của em với lại một người bạn thân của em. À, ba của Thắng. Dạ, chào ba của Thắng ạ. Ở trên xin gửi lời chào anh Quỳnh Linh, chị Nam Thư. Dạ, cùng chào toàn thể các quý vị trong trường quay hôm nay. Thì xin nói về Thắng một chút, thì nói thật sự là Thắng là con trai một trong gia đình, nên là cháu rất là tính, rất là nhát gái, này 28 mà cũng chưa có bạn gái, sợ sợ vậy. Nói về bạn gái bên này thì bố nhận xét thì thấy cô gái bên này rất là duyên dáng, chịu hiền và dễ thương, nên là bố ok đấy. Bố ok rồi ha. Bây giờ thôi đại diện đàn trai nói một vài câu với bên đàn gái đi chú. Chị hôm nay được lên chương trình thì hôm nay cũng là cái duyên của hai cháu. Thì anh nếu hai cháu mà đến được với nhau thì chúng ta tổ chức cái như là hôn nhân cho các cháu. Dạ thì tôi cũng đồng ý cho hai cháu rồi tìm hiểu với nhau rồi có thể tới tiến tới hôn nhân. Hai ông bà vui tương lai bắt tay cái đi. Rồi, hay quá. Dạ. Cảm ơn gia đình hai bên. Với sự góp ý của hai bên rồi, bây giờ vấn đề còn lại của hai em thôi nha. Cho mở rào đi Nam Thư. Và bây giờ mở rào.
bắt đầu đi Thắng. Chào em, hôm nay lần đầu tiên gặp em và xin tặng em bó hoa này. Hy vọng là em sẽ mãi luôn vui vẻ tươi trẻ như cái bó hoa như ngày hôm nay. Anh, em cũng có quà tặng anh. Em làm cái khung hình này là chỗ để ảnh vợ. Nhưng mà cái khung hình đó, em biết anh chưa có vợ nên em để đại cái hình của em vô á. Rồi nếu mà anh có thích á thì anh để luôn cũng được, không sao hết trơn á. Dạ. Cảm ơn em rất nhiều. Trời ơi, thiệt dễ thương. Tôi chịu quá, đàn gái ghê luôn á nha. Duyên dáng dễ sợ luôn. Trời, ghi chữ chỗ để ảnh vợ luôn. Sẵn cô để cô đóng luôn. Dạ. Được đó Thắng. Dạ. Cơ hội đó thôi, hai đứa nói chuyện đi, tôi coi cái hình coi đi. Bây giờ mình nói cảm nhận về nhau đi. Em nói gì đi em? Anh nói chứ đi. Thời gian rảnh em thường làm cái gì? Dạ rảnh là em hay ngủ. Tại vì công việc của em nó nhiều lắm, em hay bị thiếu ngủ cho nên rảnh là em ngủ mà. Em có thích đi xem phim hay là đi du lịch hay là Dạ có. Dạ cái nào em cũng thích hết. Anh thích là em thích à? Thích đi ăn chè không em? Chè dạ, anh. Đúng rồi. Dạ ít lắm, em thích ăn uống trà sữa à. À uống trà dạ. Sữa. Ngồi mình đi nha. Trà sữa. Ở mấy thấy không thì được. Ok em hôm nay. Cái này anh không thể biến mùa đông thành mùa hè, nhưng anh có thể dẫn em đi ăn chè suốt 4 mùa trong năm. Rồi còn tiền, em có bài hát gì để tặng không? Dạ có. Em hát thì cũng được chứ không có hay, cho nên anh chịu khó nghe. Rồi. Dạ em xin hát bài Ai Da Ai Da. Đứng lên tiền, đứng lên, hát cho dễ thương. Một ngày thật vui xôn xao, một chuyện tình đây đây sao. Thật xa được bao nhiêu lâu, ngày anh và em quen biết nhau. Và bây giờ nghe trong tai một câu người yêu khẽ nói. Nói đi anh. Nói liền Thắng, trời ơi anh yêu em. I love you, I love you. Đó, ok. Ai da ai da, ai gió ai gió. Nhưng em đâu biết con tim làm sao qua bất ngờ. Ai da ai da, ai gió ai gió. Đánh đo chỉ đến sau này, cuộc đời hạnh phúc sẽ đến thôi. Dạ em xin hát ạ. Cảm ơn em. Em hát hay. Cô dâu duyên dáng gì đâu. Duyên dễ sợ luôn á, thiệt. Dạ, cứ về là ngồi cười cả ngày. Sáng tới chiều luôn á. Dạ. Bây giờ nha, hai bạn chúng ta nhìn nhau, nói một câu thực sự từ tận đáy lòng của mình về nhau. Và sau đó chúng ta sẽ tiến hành bấm nút. Dạ, anh muốn nói với em một câu này. Trên bầu trời có 1000 vì sao sáng, nhưng chỉ có duy nhất một vầng trăng. Và anh hy vọng rằng em sẽ mãi là vầng trăng duy nhất trong lòng anh. Dạ. Trời ơi, cái cặp này ta nói thính nó bay. Thính nó đâu mà bay lung tung, bay lung tung là bay lung tung. Tiền. Dạ. Câu duyên dáng nè. À bấm đi chị, khỏi khỏi nói chị, bấm. Bấm luôn hả? Dạ bấm bấm. Cặp này thôi khỏi, tự nó làm vậy làm đi Thư ơi. Em đếm 2, 3 là hai mình bấm nha. Ok luôn. 1, 2, 3. Yeah. Ôi ơi. Rất là. Nắm tay luôn, nắm tay luôn. Dễ thương hết. Làm như là trời sinh ra tụi nó để yêu nhau vậy mà. Thôi hai đứa nắm tay nhau đi. Giếng tay rồi ha. Hung nụ hung đầu tiên đi ha. Trước khi mà xin phép bác cho con được hôn em thì con cũng muốn vài lời với em, là nói với em là anh không phải Xuân Diệu nhưng cũng biết làm thơ, mượn gió xin gửi nhờ nụ hôn dành tặng em. Trời đất dạ, ơi. Xin phép bác cho con hôn. Anh Linh ơi, ngày mai dọn cơm anh ơi. Đúng anh rồi. Không phải nấu cơm mà người nấu cơm là em. Anh chỉ biết ăn cơm. Ăn cơm rồi em dọn. Tức là trước khi làm gì cũng đọc một bài thơ. Làm cái gì cũng đọc thơ hết. Hai đứa là gọi là trai tài gái sắc, dễ thương lắm. Anh rất thích cặp đôi này. Và hy vọng tụi em sớm tìm hiểu nhau để có thể hai bên đi đến gặp gỡ nhau nha. Những chiếc vé xem phim cùng đạp Cinebox 212 Lý Chiến Thắng gửi tặng hai đứa. Quà tặng dành cho hai bạn là một cặp gối cao su thiên nhiên đến từ công ty cổ phần Vinalatex và một phiếu mua hàng giảm giá 50% khi mua sản phẩm nệm Vinalatex tại tất cả các chi nhánh trên toàn quốc nếu hai bạn tiến đến hôn nhân. Nệm cao su thiên nhiên Vinalatex, niềm tự hào cao su Việt. Gửi tặng các bạn máy nước nóng Senton nhập khẩu từ Malaysia và bình nước nóng Atlantic Pháp nhập khẩu từ Thái Lan. Bảo hành đổi mới trong năm đầu, tổng trị giá 7 triệu đồng. Việt Nam Cacao gửi tặng hai bạn hộp sô cô la đa vị do Việt Nam Cacao sản xuất.
Việt Nam Cacao xin chúc những ngày tháng hẹn hò của hai bạn ngọt ngào như những thanh sô-cô-la này. Phần quà dành cho hai bạn là một chiếc TV Akino 40 inch trị giá 6.990.000 đồng đến từ thương hiệu Akino, sản phẩm công nghệ cho gia đình Việt nếu hai bạn tiến tới hôn nhân. Rồi, về ra mắt hai họ đi. Rồi, hai đứa dẫn nhau đi ăn chè với uống trà sữa nè. Dạ, đi anh.